Xin chào quý vị và các bạn. Ngày đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, thời tiết cả nước có những dấu hiệu tích cực hơn. Tại miền Bắc trời vẫn khá dễ chịu, ngày nắng nhẹ, tối và đêm có mưa mát, còn miền Nam cũng bắt đầu có mưa chuyển mùa và chiều tối, nắng nóng thì hạ nhiệt. Không khí lạnh không tăng cường thêm xuống các tỉnh miền Bắc nhưng cũng khiến cho vùng thấp nóng chưa thể hoạt động mạnh trở lại. Hôm nay cả miền Bắc trời tạnh ráo, còn nắng nhẹ về chiều. Nhiệt độ cao nhất tại phía Đông Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 29 cho tới 34 độ. Các tỉnh phía Tây Bắc là 33 đến 35 độ. Một số nơi vẫn xảy ra nắng nóng nhưng nhiệt thì không gắt, 36 đến 37 độ. Ở miền Trung, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng chưa xuất hiện nắng nóng trở lại. Nhiệt độ cao nhất là không quá 34 đến 35 độ. Khu vực Quảng Bình trở vào tới Phú Yên vẫn xảy ra nắng nóng gay gắt với ngưỡng nhiệt cao 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, nắng nóng chỉ xuất hiện cục bộ với mức nhiệt là 33 đến 36 độ. Một tin vui với người dân phương Nam là những cơn mưa vàng giải nhiệt bắt đầu xuất hiện ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ trong chiều và tối nay. Dự báo mưa sẽ còn xảy ra nhiều hơn từ ngày mùng 3 đến mùng 4 tháng 5. Đây cũng là những dấu hiệu cho thấy đợt nắng nóng kéo dài ròng rã tại phương Nam sắp kết thúc. Có điều này là do khối không khí ổn định suy yếu và rút chậm ra phía đông. Trời chuyển mây đến nhiều hơn, khiến cường độ nắng giảm bớt, mức nhiệt theo đó cũng sẽ hạ theo. Cao nhất trưa chiều nay tại Tây Nguyên giảm còn 35 đến 37 độ. Khu vực Nam Bộ, mức nóng gắt 36 đến 38 độ chỉ còn xuất hiện tại miền Đông, còn miền Tây nhiệt độ là 35 đến 37 độ. Trên biển trong 3 ngày tới, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, gió Nam đến Đông Nam cường độ cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, gió Đông đến Đông Nam cường độ mức cấp 3, cấp 4. Thời tiết trên hầu khắp các vùng biển phổ biến là ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng, nên tiếp tục thuận lợi trong hoạt động lưu thông hàng hải cũng như khai thác hải sản của bà con ngư dân. Ngày đi làm trở lại, thời tiết Hà Nội vẫn khá là mát mẻ, dễ chịu nhờ khối khí mát cuối mùa. Xác suất mưa hôm nay thì giảm hẳn xuống dưới 50%, nên khả năng tối và đêm vẫn xảy ra rải rác. Sáng và trưa trời có mây nhiều, về chiều trời nhuận nắng nhẹ, nền nhiệt cao nhất ở mức 31 cho tới 32 độ. Đây là một mức nhiệt đáng mơ ước của người dân thủ đô cũng như người dân miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng kỷ lục vừa qua. Thành phố Đà Nẵng trong ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ, trời vẫn nắng sớm và nóng vẫn xảy ra, nhưng mức nhiệt thì có giảm 1 độ, cao nhất trưa chiều nay là 37 độ. Thời gian nóng tập trung từ 11 đến 14 giờ chiều. Sau 16 giờ, nhờ gió biển thổi nên không khí cũng sẽ dịu hơn. Với thành phố Hồ Chí Minh, xác suất mưa rông xảy ra cục bộ tại Nam Bộ trong chiều tối nay thì không cao, là dưới 40%. Vì thế, thời tiết vẫn chủ đạo là ngày nắng, trưa chiều nóng bức, mức nhiệt là 36 đến 37 độ. Tuy nhiên, thời gian nóng sẽ ngắn hơn so với mọi ngày, chỉ tập trung từ 12 tới 16 giờ chiều. Dự báo trong 2 ngày tới tại khu vực Bắc Bộ vẫn còn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm, còn ban ngày trời vẫn có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ tăng nhẹ khoảng 1-2 độ. Phía Đông Bắc nhiệt độ từ 29 đến 34 độ, còn phía Tây Bắc là từ 33 đến 36 độ. Đối với các tỉnh miền Trung,
Khu vực Bắc Trung Bộ trong 2 ngày mùng 2, mùng 3 tháng 5 còn có mưa rào và dông ở diện rải rác. Cục bộ có mưa to tập trung về chiều tối và đêm. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, nắng nóng gián đoạn trong ngày mai với nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho tới 33 độ, có nơi cao hơn. Từ ngày mùng 3 tháng 5 trở đi, khi mà vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh dần, thì nắng nóng có thể tiếp tục gia tăng trên diện rộng tại khu vực này. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong 3 ngày tới, nắng nóng gay gắt vẫn còn xuất hiện trên diện rộng. Tuy nhiên, mức độ nắng nóng tại các khu vực này sẽ bớt gay gắt hơn những ngày qua. Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào tới Bình Thuận, nhiệt độ là 33 đến 36 độ, có nơi cao hơn. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt vào ban ngày. Về chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa dông nhiệt cục bộ. Tuy mưa không nhiều, nhưng người dân nơi đây cần chú ý trong cơn dông nhiệt có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại cả hai khu vực này dao động từ 35 đến 38 độ, có nơi thì trên 38 độ. Trên biển trong 3 ngày tới, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Thời tiết trên hầu khắp các vùng biển phổ biến là ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng, thuận lợi trong hoạt động lưu thông hàng hải cũng như khai thác hải sản của bà con ngư dân. Bản tin thời tiết cuối ngày cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.